Trước khi vào bài học của cô, mời các em chúng ta cùng xem lại những ghi chú và thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bước qua tiết 2 của bài 5, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Trước thì các bạn chúng ta đã được tìm hiểu ở phần 1 La Mã và 2 La Mã. Tiết của ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành phần La Mã cuối cùng của bài, đó chính là phần 3 La Mã, Việt Nam cuối thời kỳ nguyên thủy. Việt Nam ta cuối thời nguyên thủy cách đây hơn 4.000 năm đã có những chuyển biến quan trọng. Cô mời các em cùng quan sát những tấm hình dưới đây. Hình 5.6, đồ đồng gò mun. 5.7, đồ gốm Phùng Nguyên. 5.8, tượng gà bằng đất nung đồng đậu. 5.9, tượng người ngồi bó gối bằng đồng ở gò mun. Gò mun, Phùng Nguyên, đồng đậu, đây là ba nền văn hóa lớn của Việt Nam ta vào cuối thời nguyên thủy. Trong đó thì nền văn hóa đồng đậu và văn hóa gò mun được tìm thấy ở khu vực tỉnh Phú Thọ, còn nền văn hóa Phùng Nguyên được tìm thấy ở tỉnh Bình Phúc ngày nay đó các em. Và quan sát ba tấm hình dưới đây, các bạn chúng ta hãy trả lời cho cô câu hỏi: nêu một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy Việt Nam trong quá trình tan rã. Các em cùng quan sát lược đồ Việt Nam từ thời nguyên thủy đến đầu thế kỷ thứ nhất và ba nền văn hóa đã được cô thể hiện trên lược đồ như sau: nền văn hóa Phùng Nguyên và nền văn hóa Gò Mun ngày nay nằm ở tỉnh Phú Thọ, nền văn hóa Đồng Đậu ngày nay nằm ở tỉnh Vĩnh Phúc. Và quan sát lược đồ trên, các em chúng ta có thể thấy xã hội Việt Nam vào cuối thời nguyên thủy đã có những chuyển biến cơ bản như sau. Người nguyên thủy họ đã mở rộng địa bàn cư trú. Họ không còn những thói quen như là sống ở trong rừng nữa, mà sẽ bắt đầu chuyển dần xuống vùng đồng bằng rộng lớn để mà định cư sinh sống. Ý thứ hai, sống ven các con sông lớn. Chúng ta cùng quan sát ba nền văn hóa Phùng Nguyên, Gò Mun và Đồng Đậu đều được nằm trên lưu vực các con sông lớn của khu vực Bắc Bộ ngày nay, đó chính là khu vực của dòng sông Hồng chảy qua các địa danh Phùng Nguyên, Gò Mun và Đồng Đậu. Thứ ba, chứng tỏ đời sống tinh thần của người nguyên thủy lúc bấy giờ đã phong phú. Mời các em cùng quan sát những hình ảnh dưới đây. Đây chính là những hình ảnh đã chứng minh cư dân nguyên thủy ở Việt Nam ta đã có những phát minh như là thuật luyện kim, chế tạo ra công cụ và vũ khí bằng đồng. Đó chính là tấm hình bên trái, đồ đồng của nền văn hóa Đồng Đậu. Các bạn chúng ta sẽ thấy những công cụ lao động được làm bằng đồng như là rìu đồng, cuốc đồng, cày đồng và những loại vũ khí như là mũi tên đồng, dao găm đồng. Hình bên tay phải đó chính là thể hiện cho trình độ làm đồ gốm của người nguyên thủy ở Việt Nam ta đã có sự phát triển, nghề làm đồ gốm đã được ra đời. Chúng ta cùng quan sát những sản phẩm của nền văn hóa Gò Mun là cốc gốm và gạch gốm. Mà các em cùng quan sát sản phẩm gốm của nền văn hóa Phùng Nguyên. Và tấm hình bên tay phải, bình gốm Tráng Men. Đây là một sản phẩm thể hiện sự trí tuệ và óc thẩm mỹ cùng với đôi bàn tay khéo léo của người ở nền văn hóa Phùng Nguyên. Các bạn chúng ta có rút ra được những kiểu hoa văn mà người nguyên thủy lúc bấy giờ họ trang trí trên những bình gốm là những hoa văn nào hay không?
Đầu tiên đó là hoa văn theo kiểu chấm tròn. Họ sẽ chấm tròn quanh bình gốm. Hoa văn thứ hai đó là hoa văn theo kiểu lượn sóng. Các bạn chúng ta cùng quan sát với cô. Và hoa văn thứ ba có thể là hoa văn xích sắt, hoa văn đối xứng. Đây chính là những hoa văn mà các bạn chúng ta đã từng được biết qua bên môn mỹ thuật đúng không nào? Và đặc biệt ở nền văn hóa vùng nguyên thì người nguyên thủy họ đã có một sự sáng tạo, đó chính là viết chán men lên bình gốm, làm cho bình gốm sẽ sáng bóng và đẹp hơn, thể hiện trình độ thẩm mỹ và óc sáng tạo của người nguyên thủy lúc bấy giờ. Chúng ta cùng quay lại những hình ảnh đã được cô trình chiếu lúc trước, đó chính là hình 5.7, 5.8 và 5.9. Chúng ta có thể thấy được đời sống tinh thần phong phú của người nguyên thủy. Họ biết quan sát những hiện tượng, những sự vật xung quanh, như là họ làm tượng gà bằng nước nung, và đặc biệt đó chính là hình ảnh tượng người ngồi bó gói bằng đồng của nền văn hóa Mờ Mun. Như vậy chúng ta có thể thấy công cụ lao động bằng đồng, bằng sắt lúc bấy giờ đã được người nguyên thủy sử dụng rất là nhiều đúng không các em? Công cụ lao động bằng đá đã không còn được sử dụng nhiều như trước nữa. Và đây cũng chính là một trong những lý do cho sự tan rã của xã hội nguyên thủy. Ở tiết trước thì cô cũng đã giảng cho các bạn lý do về tan rã của xã hội nguyên thủy. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại với cô nhé. Trong xã hội nguyên thủy thì thành viên trong thị tộc và người đứng đầu có mối quan hệ bình đẳng, họ ăn chung, làm chung và hưởng chung với nhau. Tuy nhiên, khi công cụ lao động bằng đồng và bằng sắt ra đời thì năng suất lao động tăng. Các bạn chúng ta thử ví dụ với cô như vậy ha. Một gia đình nọ khi mà họ chưa có công cụ lao động bằng đồng và bằng sắt, nói chung là công cụ lao động bằng kim loại, thì một ngày họ chỉ có thể cày cuốc một mảnh đất bằng một phòng học của chúng ta thôi. Tuy nhiên, khi mà công cụ lao động bằng kim loại ra đời thì một ngày họ có thể làm được 2 đến 3 mảnh đất bằng với diện tích của 2 đến 3 phòng học. Như vậy thì các bạn sẽ thấy năng suất lao động tăng và từ củ cải được dư thừa xuất hiện nhiều hơn. Và lúc bấy giờ thì trong xã hội lại phân ra thành 2 tầng lớp. Thứ nhất đó là những người đứng đầu thị tộc trở nên giàu có, họ sẽ gom hết những của cải dư thừa về phần họ và họ trở thành giai cấp thống trị. Phần đông còn lại là những người còn lại trong thị tộc, họ không còn những của cải dư thừa nữa, họ sẽ trở nên nghèo khổ và từ đó họ trở thành giai cấp bị trị. Và trái ngược với sự bình đẳng của chế độ thị tộc xã hội nguyên thủy thì đến giai đoạn này, giai cấp thống trị và giai cấp bị trị có mối quan hệ đó là bất bình đẳng. Những người giàu có họ sẽ trở thành giai cấp thống trị và họ sẽ đàn áp lại, bóc lột những người nghèo khổ, đó là giai cấp bị trị, nên cô gọi đây là mối quan hệ bất bình đẳng. Cô mời các bạn chúng ta cùng ghi những nội dung của phần 3 La Mã Việt Nam cuối thời nguyên thủy. Nếu như các bạn chúng ta ghi không kịp, các bạn có thể tạm dừng slide để mà ghi bài nhé. Là phần luyện tập, các bạn chúng ta có một nhiệm vụ duy nhất đó là quan sát những công cụ lao động và vật dụng của người nguyên thủy giai đoạn vùng nguyên đồng đậu Gờ Mun. Em hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả đời sống của họ. Đây là một bài tập để cho các bạn chúng ta có sự thoải mái trong việc trình bày cảm nghĩ. Vì vậy, tiết sau cô sẽ yêu cầu các bạn chúng ta đọc cho cô những đoạn văn ngắn này nhé.
phần hướng dẫn tại nhà. Thứ nhất, các bạn chép nội dung bài vận tập. Thứ hai, làm bài tập vận dụng. Và thứ ba, chuẩn bị nội dung cho bài số 6, Ai Cập cổ đại. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúng ta hãy cùng chép bài và làm bài tập theo yêu cầu của cô nhé. Chào các em.